Tiền thân là một cơ sở sản xuất nhỏ, nhưng chỉ sau 3 năm gây dựng và phát triển, đến nay đã trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trà túi lọc Tâm Lan do bà Võ Thị Lấn làm giám đốc. Trụ sở chính đặt tại tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Với phương châm lấy chữ tín làm đầu, công ty trà Tâm Lan đã đầu tư một hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và khép kín, máy móc trang thiết bị hiện đại, diện tích trồng và nhập nguyên liệu ổn định, sẵn sàng cho ra thị trường những hộp trà đảm bảo chất lượng tốt nhất. Sản phẩm trà túi lọc Tâm Lan được bào chế từ nguồn thảo dược kỳ diệu, gồm 4 loại cây hoàng ngọc, kim ngân hoa, cúc hoa và cây lược vàng. Đây là những loại cây thảo dược rất tốt cho sức khỏe của con người như hỗ trợ điều trị khối u, cao huyết áp, giảm mỡ máu, giúp an thần, thanh nhiệt, giải độc cho cơ thể, giảm thiểu nguy cơ rối loạn tiêu hóa, loét dạ dày. Trà túi lọc Tâm Lan có mặt ở tất cả các tỉnh thành trong và ngoài nước, đã có hàng trăm nghìn lượt người tin dùng, đã hỗ trợ điều trị cho rất nhiều người bệnh. Với mục tiêu ngày càng củng cố và nâng cao chất lượng sản phẩm, tham gia công tác từ thiện xã hội, hướng về đồng bào nghèo, đến nay trà Tâm Lan đạt được nhiều thành tựu, được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng huy chương vàng và danh hiệu thực phẩm chất lượng an toàn về sức khỏe cộng đồng, được Hiệp hội thực phẩm chức năng tặng bằng khen, huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích cùng nhiều danh hiệu cao quý khác. Đây là thực phẩm chức năng trà túi lọc Tâm Lan đã nhiều năm nay phát triển trên thị trường phía Nam rất là rộng rãi, được các cấp lãnh đạo ban ngành chứng nhận đây là sản phẩm tốt cho sức khỏe, và sắp tới đây chúng tôi sẽ phát triển rộng rãi trên thị trường phía Bắc để cho bà con biết đến sản phẩm Tâm Lan. Ngoài sản xuất trà túi lọc Tâm Lan và phân phối một số thực phẩm chức năng khác, thì công ty đã được phép nhập khẩu thêm hai sản phẩm chủ đạo là viên tinh dầu thông đỏ Tâm Lan Pine Needle Oil và Tâm Lan Glucosamine, gọi tắt là viên khớp. Hai sản phẩm này có xuất xứ từ Hàn Quốc. Trà thảo dược Tâm Lan và sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ, viên khớp do công ty sản xuất và nhập khẩu là sản phẩm chức năng, không phải là thuốc điều trị bệnh. Dòng sản phẩm này chỉ có chức năng hỗ trợ điều trị bệnh, giúp giữ gìn và bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trà Tâm Lan, địa chỉ tổ 6, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. Điện thoại 0663 722 539, 0663 773 476. Đại lý phân phối tại miền Bắc, số 3, lô 3, ngõ 461, đường Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại 0989 509 552. 0166 303 3282 hoặc các đại lý nhà thuốc trên toàn quốc, website www.tratamlan.com hoặc email tratamlantayninh@gmail.com.